Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Alien Game. Như ngày Chủ nhật trong bài 6 của Khoa Minh đã nói rồi đúng không? Là anh sẽ làm một video ngắn để hướng dẫn cho các bạn cách thức đăng ký map tham dự khóa học mini mùa 10. Thì cái này là một đoạn video ngắn thôi, tại vì cái này ai cũng biết rồi, mùa nào cũng nói và mùa nào các bạn cũng có thể đăng ký map tham dự. Nhưng mà cũng có nhiều bạn mới tham gia trong mùa này, các bạn chưa biết cách đăng thì anh sẽ hướng dẫn cho các bạn. Kèm với đó nữa thì chúng ta cũng sẽ làm theo từng bước để không có những cái sai sót trong việc mà các bạn đăng lộn ngôn ngữ hay như thế nào đó nha. Ok, còn bây giờ thì intro. Rồi, trên màn hình của chúng ta lúc này thì chúng ta đang có trang event chính chủ của Mini World. Thì cái này á, các bạn đầu tiên khi mà các bạn vô với cái link trên màn hình của mình event.miniworldgame.com/category-2 thì chúng ta sẽ ra được cái trang này. Sau khi ra được cái trang này rồi thì các bạn điều đầu tiên mình cần phải làm á là ngay chỗ này. Đó, chúng ta sẽ chỗ Welcome Please to Login nè, thì chúng ta sẽ đăng nhập vô tài khoản UID game của các bạn nha. Bấm vô. Hiện ra ở trên mình sẽ ghi UID nè. Đúng không? Ở dưới mình sẽ ghi password. Và mình login nó. Sau khi đăng nhập xong mình thấy cái avatar ở đây rồi đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ vào đúng cái mục mà nó đang submitting, nó đang bắt đầu rồi nè. Thì chúng ta sẽ bấm vô khóa học mini mùa 10 và chỉnh nó sang tiếng Việt. Đó, thì nó sẽ thành sống sót sau thảm họa đúng không? Sau khi xong rồi thì các bạn có thể xem lại một số các thông tin. Thì mình cũng điểm lại một số thông tin cho các bạn cùng biết luôn. Thì đây là khóa học mini 10 sống sót hoặc là sinh tồn sau thảm họa, để chúng ta thoát khỏi những cái thảm họa thiên nhiên tự nhiên gì đó. Và ai là người sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có cái thời gian tham gia lớp học online từ 24 tháng 7 đến 8 tháng 8. Thì cái này đã kết thúc rồi. Ngày Chủ nhật là nó đã kết thúc bài số 6 và cũng kết thúc cái quá trình học online rồi. Đến thời điểm này bạn nào chưa xem được thì các bạn có thể xem lại trên danh sách phát của kênh Alien Game trên màn hình. Đó, để chúng ta có thể hoàn tất cái map của mình, hoặc là các bạn cũng có thể biết thêm những cái trigger để làm những cái map hay hấp dẫn của các bạn. Ok, thì ngày hôm nay là ngày anh đang quay video, còn ngày mà các bạn xem cái video này là nó là ngày 10 tây. Đó, thì từ ngày hôm nay anh đang quay video là ngày 9 tây cho đến ngày 16 tháng 8 sẽ là cái khoảng thời gian để chúng ta nộp map. Và anh xin nhấn mạnh lại một lần nữa, trong mùa này là các bạn không được nộp map vào ngày 16 tây. Tại vì khi mà nộp map vào ngày 16 tây nó là ngày cuối cùng, nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề như là bị nghẽn mạng, kẹt mạng này nọ, thì các bạn sẽ không đăng ký map được, nó bị lỗi, đúng không? Cho nên các bạn tốt nhất là đăng trước ngày 16 tây giùm anh. Từ ngày 9 đến ngày 16 đăng ngày nào cũng được. Dù các bạn có đăng ngày 9, ngày 10 hay là ngày 15, dù cái map các bạn có hoàn chỉnh hay chưa thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì hết. Tại vì bắt đầu từ ngày 17 đến tháng 8 tụi anh mới bắt đầu tải những cái map đó về để chấm điểm. Cho nên là khoảng thời gian trước đó các bạn có đăng map lên thì cũng không sao hết. Các bạn đừng có sợ là map em chưa xong, em phải làm cho xong em mới đăng lên, không. Cứ đăng lên đi. Nếu như map các bạn đã xong được 90% rồi thì cứ đăng lên và cập nhật từ từ. Miễn sao đến ngày 17 khi anh tải map về anh chơi, cái bản đồ đó nó hoàn chỉnh, nó không có một cái lỗi gì hết là được nha. Nhớ nha. Đây, nhớ cái vấn đề đó. Rồi ở dưới chúng ta cũng thể xem lại 6 bài livestream. Cái này là 6 bài livestream thôi, thì nó sẽ khá là dài và lằng nhằng nhiều thứ, các bạn sẽ không hiểu đâu. Cho nên muốn mà xem lại những cái video chính xác nhất thì các bạn hãy lên trên kênh danh sách phát Alien Game khóa học mini 10 để xem nội dung tóm gọn cho nó dễ hiểu ha. Ở đây là các giáo viên của mình. Ở đây là khoảng thời gian lại một lần nữa. Giải thưởng của mình ở mùa này thì các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi đúng không? Đây, 4 giải xuất sắc mỗi giải 40 đô, 6 giải học tập tốt mỗi giải 35 và 3 giải sáng tạo mỗi giải 35, 15 giải tiến bộ mỗi giải là 15 đô và giải khuyến khích cái cánh phản lực không giới hạn này. Là bất cứ bạn nào khi mà map các bạn được vào vòng thẩm định thì các bạn đều sẽ nhận được cái cánh này hết. Và nếu bạn giỏi hơn các bạn nhận được thêm những giải khác thì nhận được thêm những cái tiền mặt này. Ok. Rồi thì bây giờ đến với phần đăng bài dự thi thì đăng như thế nào? Ở đây các bạn thấy chúng ta sẽ có cái chữ đăng gửi bài dự thi. Thì trong cái bữa bài 6 ấy, nó mới là ngày 8 thôi, cho nên nó chưa có hiện cái này lên. Hôm nay ngày 9 thì nó đã hiện rồi, thì anh sẽ bấm vô cho các bạn xem ha. Khi bấm vô thì chúng ta sẽ được chuyển sang một cái trang như vậy. Chúng ta sẽ có một số các hướng dẫn cụ thể ở đây, như là hướng dẫn tham gia, gameplay của bản đồ phải xoay quanh sự sống sót sau thảm họa nha. Nghiêm cấm sao chép nội dung không được giống hoàn toàn với nội dung mẫu của giáo viên. Các bài dự thi không được chứa nội dung. Đó, ok. Bản quyền của tác giả đoạt giải phụ thuộc về Mini World. Sau khi gửi sẽ được coi là cho phép Mini World chính thức quảng bá trên các kênh liên quan như trang web hình Facebook, YouTube. Thì cái này là cái quyền lợi cho các bạn thôi chứ nó không có lợi gì hết. Thì khi mà các bạn map các bạn được quảng bá trên những cái nền tảng đó thì các bạn sẽ được nổi hơn cái map của mình thôi. Rồi đánh giá cuối cùng thì chúng ta sẽ có những cái thang điểm như là sáng tạo, cấu trúc cảnh quan, tính toàn quan của lối chơi, độ khó của tác phẩm. Rồi ok, đến phần gửi bài dự thi thì đầu tiên các bạn sẽ ghi cái email của các bạn. Email mà các bạn đã liên kết với tài khoản Mini World. Ví dụ ở đây của anh là tuấntiến2612@gmail.com. Quốc gia thì chúng ta sẽ ghi đúng giùm anh, tiếng Việt có dấu, Việt
Nam. Được hơn nữa thì các bạn viết tắt cái này lên cho cái đội ngũ kiểm duyệt nó kiểm duyệt chính xác, chứ nó không bị lỗi giống như lần trước. Rồi Việt Nam. Chọn map thì lúc này các bạn có thể chọn được cái map trong cái khoảng thời gian mà các bạn tạo của cái khóa học mini đó. Tại sao mà lúc đầu anh nói là các bạn không được tạo map sớm lại vậy? Thì đây ví dụ như anh tạo cái map test là cái map mà anh dạy học các bạn đi ha. Rồi đó, nó sẽ hiện cái hộp bìa của mình lên, thấy chưa? Rồi giới thiệu thì các bạn có thể giới thiệu ngắn gọn bằng tiếng Việt. Đây là bản đồ của tôi cái gì đó, rồi simsimsimle tôi để nó dạy ghi ra. Giới thiệu sơ thôi, đừng có dài dòng quá, tại vì cái này cũng không có quan trọng nha, sơ thôi. Rồi ngoài ra thì các bạn cũng có thể thêm những cái hình ảnh mà các bạn mong muốn chèn thêm, ví dụ đang thêm đó. Ví dụ ở đây anh thêm những cái hình ảnh này, nhưng mà các bạn không được thêm những hình ảnh giống vậy nha. Các bạn phải thêm những hình ảnh liên quan đến map của các bạn nha. Ở đây thì anh thêm cho các bạn ví dụ cho bạn hiểu thôi. Rồi, giáo viên, chọn đúng vô giáo viên giùm anh. Thấy có dấu gì không? Đó, chọn cho nó hiện cái dấu này lên giùm anh. Xong rồi chọn kiểm tra lại một lần coi ghi đúng tiếng Việt đây nè, chưa? Xong đó bấm gửi bài dự thi. Rồi. Thao tác thành công là bạn đã gửi được rồi ha. Đấy. Rồi khi mà các bạn tiếp tục cập nhật map mà các bạn có những cái thay đổi gì về ảnh bìa hay là thay đổi gì về hình ảnh trong map thì các bạn có thể quay lại cái mục này. Đây anh F5 lại cho bạn xem. Đó, nó vẫn sẽ lưu trữ cái dữ liệu của các bạn. Thì các bạn quay lại đây, các bạn thêm hình ảnh mới vô hoặc là chọn lại cái map mới. Đấy, ghi lại cái giới thiệu mới gì đó và cập nhật lại tác phẩm. Thao tác thành công. Thấy không? Như vậy là xong. Đơn giản không? Thì các bạn chỉ cần nhớ giùm anh là khi vào trang chỉnh sang tiếng Việt, khi vào ở đây chỉnh sang tiếng Việt, khi đăng map ghi tiếng Việt có dấu rõ ràng lên, rồi ở dưới đây chọn đúng giáo viên Alien Game, rồi gửi bài dự thi. Đối với những bạn nào làm theo các hướng dẫn của các giáo viên khác thì anh nói là một lần nữa là mỗi giáo viên sẽ có một quy chuẩn tính điểm khác nhau, cho nên khi mà các bạn học làm theo của anh Yeyo thì các bạn phải chọn anh Yeyo. Nếu như các bạn học theo anh Trung Quốc anh Yeyo thì các bạn chọn theo anh Yeyo. Win thì chọn Win, Zaka chọn Zaka, Nanda thì chọn Nanda, Alien Game thì chọn Alien Game. Thì nó mới chấm được cái số điểm chính xác. Tại vì nếu như các bạn làm theo hướng dẫn của anh, các bạn lại đưa qua cho anh Trung Quốc chấm thì đâu có giống đâu. Tại vì anh Trung Quốc dạy theo một cái cách khác, còn mình dạy theo một cách khác mà, thì làm sao anh chấm điểm đúng cho các bạn được, đúng không? Cho nên các bạn phải chọn Alien Game. Với lại ở đây các bạn phải biết cái giải thưởng của khóa học mini. Mỗi nước nó sẽ có một cái giải thưởng nhất định. Cho nên khi mà các bạn nộp qua nước của người ta biết đó không phải là làm theo hướng dẫn của người ta, thì người ta sẽ đánh rớt map của các bạn. Tại vì người ta phải nhường cho học sinh của người ta chứ, tại sao học sinh của nước khác lại qua đây lấy giải đó, kiểu vậy. Ok, hiểu chưa? Và đó là tất cả những cái hướng dẫn rất là cụ thể và cơ bản cho các bạn mới cũng như là các bạn cũ có thể đăng map một cách chính xác nhất, để anh có thể là người chấm cho các bạn những số điểm chính xác trong khóa học mini mùa 10 này nha. Ok, và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có bất cứ những thắc mắc gì về khóa học mini thì các bạn comment bên dưới, anh sẽ cố gắng sắp xếp và hướng dẫn các bạn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh YouTube cho Alien Game nha. Bye bye. Bye.